Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ review với tất cả chúng ta lại về một số bài học mà từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba chúng ta đã học, đúng không ạ? Ở ngày thứ nhất thì tôi có chia sẻ với chúng ta đó là về NLP. NLP đó là một cái bộ môn khoa học nghiên cứu về những người xuất chúng, và người ta giúp cho những người bình thường trở nên xuất chúng trong một cái thời gian ngắn nhất bằng cách đó là mô phỏng lại những cái hành vi, cái suy nghĩ và cái hành động của những người thành công. Đó, vậy thì chúng ta đã hiểu được nguyên tắc hoạt động của não bộ con người chúng ta. Đó là mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi, chúng ta đều có 14 tỷ neuron thần kinh. Và mỗi một neuron thần kinh như vậy thì nó tạo ra 20.000 liên kết thần kinh khác nhau. Và mỗi một liên kết thần kinh như vậy người ta gọi đó là trí thông minh. Vậy thì để chúng ta tạo nên một cái trí thông minh đấy, thì chúng ta cần phải tạo ra những cái liên kết thần kinh. Và một trong những cái cách mà để chúng ta cái quan trọng đó là làm thế nào để chúng ta có những cái liên kết thần kinh nó đúng, đúng không? Vậy thì bằng cách đó là chúng ta sao chép, chúng ta mô phỏng lại những người thành công và chúng ta bắt chước họ từ cái cách mà chúng ta suy nghĩ, từ cái cách mà chúng ta hành động, từ cái cách mà chúng ta làm việc. Đó là chúng ta mô phỏng lại những người thành công. Và khi chúng ta mô phỏng lại từ việc mà chúng ta ngôn từ việc mà chúng ta hình dung về tưởng tượng, từ việc mà chúng ta dùng cái trạng thái năng lượng đỉnh cao của chúng ta, và chúng ta mô phỏng lại tất cả những cái điều đó, và để chúng ta tạo ra những cái liên kết thần kinh trong tâm trí của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết thần kinh một cách nhanh chóng nhất và chúng ta trở nên xuất chúng trong một cái thời gian nó ngắn. Vậy thì có một cái phương pháp mà tôi đã áp dụng, đó là ví dụ như khi mà mình muốn trở thành một cái người gọi là Team Lead Platinum 4 Star trong một cái thời gian ngắn á, thì bằng cách đó là trong cái năm đầu tiên là mỗi ngày như vậy, từ sáng trưa chiều tối mình viết cái mục tiêu của mình ra, mình dán lên trên tường và sau đó mình đọc về cái mục tiêu của mình liên tục, và cứ khoảng tầm 1-2 tiếng là mình lại nói về mục tiêu, mình hình dung về mục tiêu và mình tưởng tượng về cái mục tiêu đó. Cái thứ hai nữa đó là mình thường xuyên đó là đi nói cho nhiều người, mình chia sẻ về cái mục tiêu của mình và truyền cái mục tiêu của mình đến cho mọi người. Đó, và một trong những cái cách nữa đó là tôi có nghe một cái audio, đó là cái giá phải trả của một team lead. Đó, và mình nghe cái điều đó liên tục ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, và thậm chí đó là năm này qua năm khác, và trong 2 năm liên tục như vậy, và mình nghe liên tục cho đến khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Và các bạn biết từng cái câu từ bắt đầu, từ cái đoạn nhạc đầu vào, từ cái câu đầu tiên họ nói, và nói cái câu đầu tiên mình đã biết là cái câu thứ hai người ta sẽ nói cái gì. Và sau này khi mà mình học của từ thầy Alan Gao đó, thì thầy đó là một trong những cái cách mà học tập nhanh nhất, đó là chúng ta muốn trở thành ai, chúng ta muốn mô phỏng cái người đó, thì chúng ta nghe cái audio của người đó, chúng ta nghe video của người đó là đến 500 lần, để đến khi mà từng cái tế bào của chúng ta cũng giống như con người đó, cái cách mà chúng ta hành động, cách mà chúng ta nói, cách mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ này, cách mà chúng ta nhìn, cách chúng ta đi, tất cả mọi cái nó giống như con người đó. Và lúc đó từ trong tiềm, và lúc này chúng ta sẽ có được một cái đó là gì? Đó là chúng ta tạo ra một cái tần số, tạo ra một cái sóng ở trong cái tiềm thức của chúng ta phù hợp với người đó. Thì lúc đó khi mà chúng ta nói chuyện, chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ có được cái đó là cái vô thức, cái tiềm thức của người đó nó đi vào trong con người chúng ta. Và lúc này hai cái này vô thức này giống với nhau, và lúc này chúng ta sẽ có một điều đó là gì? Có những từ có thể chúng ta chưa bao giờ thấy, nhưng khi mà chúng ta ra làm việc, chúng ta nói chuyện, chúng ta sẽ nói được những từ, những cái thông điệp mà giống như người đó, mà chúng ta không hề biết rằng là chúng ta đã học cái điều đó từ khi nào. Thì đó là cái cách mà chúng ta cài đặt vào trong tiềm thức của chúng ta bằng cách đó là chúng ta chọn một cái hình mẫu và sau đó chúng ta nghe cái audio đó, chúng ta xem video của người đó là ít nhất đó là 500 lần, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành người đó, nó tốc độ rất nhanh. Và cái điều này tôi đã áp dụng nó trong vòng 13 năm qua và nó đã giúp cho mình có được những cái thành công, đó là những cái mục tiêu mà tôi đặt ra thì thường đó là mình đạt được nó, bởi vì bằng cách đó là mình áp dụng những cái phương pháp, những cái chiến lược của cái phương pháp đó là về NLP. Ok các bạn. Và cái ngày thứ hai thì tôi sẽ chia sẻ cho chúng ta đó là về cái cách mà chúng ta thiết lập về mục tiêu. Và khi mà chúng ta để vận dụng được cái tiềm thức của chúng ta đó, thì thay vì chúng ta đặt mục tiêu cái theo cái SMART, đó là mục tiêu có thể làm được, thì đối với NLP đó là chúng ta phải đặt những mục tiêu
nó ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta, những cái mục tiêu ngoài cái tầm với của chúng ta, cái mục tiêu nó phải thực sự lớn. Cái mục tiêu mà chúng ta nghĩ rằng là điều đó là điều nó rất khó mà khiến cho chúng ta sợ hãi, thì đó là cái mục tiêu mà đó gọi là một cái mục tiêu lớn, là chúng ta dùng cái tiềm thức của chúng ta để chúng ta làm việc, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được, chúng ta khai thác được cái năng lực tiềm ẩn của chúng ta khai thác được cái tiềm thức của chúng ta để chúng ta hoạt động. Đó là bằng cách chúng ta thiết lập ra những cái mục tiêu lớn. Ok. Và ở ngày thứ 3 mà chúng ta học được đấy, thì đó ngày thứ 3 tôi chia sẻ đó là về cái công thức thành công không giới hạn. Đó là đằng sau những cái mục tiêu của chúng ta thì luôn có một cái ý nghĩa. Chúng ta có một cái sứ mệnh trong cuộc đời và chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi. Đó là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này vì cái điều gì? Bởi vì khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này vì điều gì đó, thì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta làm việc, chúng ta đều cảm thấy ý nghĩa. Và chúng ta làm việc không biết mệt mỏi. Chúng ta cảm và mỗi ngày mà chúng ta làm việc đó thì giống như đó là một ngày chúng ta đi chơi. Và mỗi ngày như vậy chúng ta đang sống trọn vẹn với cái cuộc đời của mình. Đó, thế đó là chúng ta cần phải tìm ra được cái sứ mệnh của cuộc đời của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã có một cái mục tiêu rồi thì chúng ta cần phải lên cho mình một cái kế hoạch, một cái chiến lược để chúng ta làm việc. Và khi chúng ta có một cái kế hoạch, có chiến lược làm việc rồi đấy, thì chúng ta cần phải hành động với nó. Và cái hành động ở đây đó là chúng ta cần phải hành động về kiên định. Và tất nhiên không có bất kỳ một người nào thành công mà người ta không có những cái thất bại. Và người ta quan trọng đó là khi mà người ta gặp những cái trở ngại, gặp những khó khăn và người ta chưa đạt được cái mục tiêu của mình đó, thì họ sẽ rút ra cho mình những cái bài học. Và sau đó họ thay đổi cái phương pháp, thay đổi về cách làm, thay đổi về chiến lược. Và sau đó tiếp tục làm tiếp. Giống như những người mà viết quảng cáo cũng thế. Không phải là chiến dịch quảng cáo nào của họ cũng thành công. Và quan trọng là cái họ xét chiến dịch này họ không thành công thì bắt đầu họ thay đổi lại cái nội dung bài viết. Họ nghiên cứu lại đối tượng người tiêu dùng. Họ nghiên cứu lại về cái sản phẩm. Và sau đó họ viết ra một cái bài viết mới. Và họ thay đổi liên tục, lặp đi lặp lại. Và thay đổi về cách làm, thay đổi về cái xét quảng cáo, thay đổi về cái chiến lược về marketing, cho đến khi nào mà đạt được thành công thì thôi. Thì có nghĩa rằng là họ sẽ luôn rút ra những bài học sau những lần trở ngại, sau những lần thất bại. Và sau đó họ tiếp tục hành động một cách kiên định, cho đến khi nào mà đạt được kết quả thì họ mới thay đổi về cái mục tiêu. Họ mới nâng cấp cái mục tiêu, không phải là thay đổi mục tiêu mà họ nâng cấp cái mục tiêu của mình. Tức là hoàn thành cái một mục tiêu rồi, sau đó họ mới làm tiếp cái mục tiêu mới, chứ họ không bao giờ thay đổi về mục tiêu. Và của ngày thứ 3 tôi cũng chia sẻ chúng ta phải có 4 cái dạng người mà khi chúng ta thiết lập về mục tiêu thì chúng ta chỉ thành công khi chúng ta là người số 1. Ok các bạn, thì đó là nội dung của trong 3 ngày học vừa rồi. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với chúng ta rằng là khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi làm việc, chúng ta kinh doanh là vì cái điều gì? Đúng không ạ? Chúng ta đi kinh doanh, chúng ta làm việc, chúng ta sống trong cuộc đời này là chúng ta mong chờ những điều gì? Bởi vì có những người thì khi mà chúng ta làm việc đó, chúng ta nghĩ rằng là có sức khỏe và cuối cùng chúng ta đi tập luyện, chúng ta có sức khỏe rồi. Sau đó chúng ta vẫn cảm thấy bất an, chúng ta cảm thấy thiếu thốn và chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi ở trong tâm trí của chúng ta. Có những người thì họ nghĩ rằng là cần phải có mối quan hệ và cuối cùng họ xây dựng về mối quan hệ rất nhiều rồi. Sau đó cũng không cảm thấy là hạnh phúc, cũng cảm thấy rằng là không... cảm thấy rằng là hạnh phúc, không cảm thấy là đầy đủ. Và có là họ vẫn luôn có một cảm giác là thiếu một cái gì đó. Hay là có những người thì họ nghĩ rằng là họ phải thành công về tài chính và cuối cùng họ cũng có nhiều tiền rồi, họ cũng có sự nghiệp tốt rồi, nhưng họ vẫn luôn có một cảm giác đó là thiếu một cái gì. Vậy thì cái mà mọi người chúng ta đang theo đuổi ở trong cuộc đời này đó là gì? Đúng không? Và làm thế nào để chúng ta cảm thấy cuộc đời của chúng ta đó là một cái sự trọn vẹn? Và chúng ta lựa chọn cái phương tiện gì, chúng ta chọn cái cách làm gì để chúng ta có một cái cuộc sống đó là một cuộc sống viên mãn, một cái cuộc sống trọn vẹn. Thì người ta mới nghiên cứu ra đó là gì? Đó là cuộc đời chúng ta theo đuổi về 8 thứ. Và tôi muốn chia sẻ đây, đó chính là cái bánh xe cuộc đời. Vậy thì nếu chúng ta đang ngồi ở trước màn hình, chúng ta hãy lấy một cái tờ giấy, một tờ giấy trắng, và chúng ta vẽ ra là cái một tròn như thế này, vòng tròn như thế này. Chúng ta hãy lấy một tờ giấy ra, chúng ta vẽ một cái vòng tròn. Sau đó chúng ta kẻ ra một đường dọc thẳng và một đường dọc ngang. Sau đó chúng ta lấy một cái đường chéo bên này. Sau đó chéo bên này. Vậy thì chúng ta có một cái bánh xe. Đây gọi là bánh xe cuộc đời, có 8 khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta. 8 khía cạnh này gồm có những gì? Cái đầu tiên là về sự nghiệp. Sự nghiệp. Ok. Cái thứ hai
mà chúng ta vẫn luôn hướng tới, đó chính là gia đình. Đó. Và cái thứ ba mà chúng ta theo đuổi, đó chính là sức khỏe. Cái thứ tư đó là mối quan hệ trong cuộc sống và xã hội. Và cái thứ năm đó là về phát triển bản thân. Đó, phát triển bản thân. À, và cái thứ sáu ở đây, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu đó là vui chơi, giải trí hay là du lịch đấy. Và cái thứ bảy của chúng ta ở đây đó là đóng góp cho xã hội, đóng góp trọng đại cho xã hội. Và cái thứ tám ở đây đó chính là yếu tố về tâm linh. Đây có phải là tám cái khía cạnh trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta đang theo đuổi trong cuộc đời của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì ở đây tôi muốn chúng ta cùng làm một cái bài test kiểm tra của chúng ta ở đây, đó là gì? Về và bài này là chúng ta đang ngồi trước màn hình thì chúng ta làm là có mình biết thôi, đúng không ạ? Vậy thì tôi muốn tất cả chúng ta ở đây là gì? Trong 8 cái khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta đây, mà có phải đây là chính là những cái điều mà chúng ta luôn hướng tới ở trong cuộc đời của chúng ta, đúng không ạ? Tôi muốn nếu đây chính là những điều mà chúng ta mong muốn trong cái cuộc đời của chính mỗi con người chúng ta ở đây, thì tôi muốn chúng ta comment đây chính xác là những điều mà tôi đang tìm kiếm, mà tôi đang theo đuổi và tôi muốn làm tròn nó. Đó. À, thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về vấn đề về sự nghiệp. Vậy thì nếu như sự nghiệp và tài chính của chúng ta đang muốn có một cái thu nhập đó là 1 tỷ một tháng chẳng hạn. À, ví dụ như một cái cuộc sống mà chúng ta cần phải có bao nhiêu tiền một tháng, 500 triệu một tháng hay là 1 tỷ một tháng, 2 tỷ một tháng. Chúng ta muốn có nhiều tiền hay là có 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng một tháng. Đó là cái nguồn thu nhập chúng ta muốn có, hay là cái địa vị chúng ta muốn có trong cái con đường sự nghiệp của chúng ta đó. Như thế nào thì chúng ta được đánh giá nó là 10 điểm. Như thế nào thì được đánh giá là 10 điểm. Một cái công việc mà bạn, ví dụ như bạn cảm thấy rằng là môi trường làm việc của mình này, ví dụ như mình được làm chủ về cái thời gian, mình có thể làm chủ về cái tài chính của mình, rồi mình đến cái công việc mà mình cảm thấy, luôn cảm thấy yêu thích nó, mình luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng đó, mình mỗi ngày mình được làm việc, đó là mỗi ngày mà mình cảm thấy hạnh phúc với cái công việc của mình. Thì nếu mà chúng ta đang có một cái sự nghiệp như vậy, và cái công việc của chúng ta nó cũng mang lại cho chúng ta một cái nguồn thu nhập, đó là nguồn thu nhập chất lượng cao, và nó luôn tạo cho chúng ta một cái sự vững mạnh trong về cái tài chính của chúng ta đấy. Vậy thì nếu thang điểm của chúng ta đó là 10, thì ở đây này, thang điểm đó là 10, thì trong cái sự nghiệp của chúng ta ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang được đó là bao nhiêu điểm? Đó, chúng ta đang được ở đây đó là bao nhiêu điểm? Ví dụ thang điểm đó là 10, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là mỗi ngày tôi đi làm đó, tôi vẫn cảm thấy cái thu nhập về mới đến dùng đến ngày 15 hàng tháng thì nó đã hết mất tiêu rồi, và tôi cũng còn phải vay mượn, rồi tôi cũng cảm thấy rằng là đến mỗi ngày đến làm việc mà tôi không còn một cái hào hứng, không còn một cái sự hứng khởi, thì cái công việc đó không phải là công việc trong mơ của bạn, nó chưa đạt được cái mà điều bạn kỳ vọng, chưa đạt được điều bạn mong muốn. Ví dụ như thế chẳng hạn, thì nó được 5 điểm thì chúng ta tôi nói là 5. Đó, tôi nói là 5. Ok, thì còn nó là bao nhiêu điểm thì chúng ta hãy tô lấy nó. Ok. Ok các bạn, chúng ta tô nó là 5. Nhưng nếu các bạn, đó là về sự nghiệp. Còn về gia đình, chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ của chúng ta trong gia đình của mình như thế nào? Mọi người có hạnh phúc hay không? Rồi mình có hòa hợp với mọi người hay không? Rồi mình có thời gian dành cho ba, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con hay không? Có là mình có, khi mà gia đình cần mình thì mình luôn có sẵn sàng về cái thời gian, nhưng không bị ảnh hưởng về sự nghiệp, về cuộc sống, về bất kỳ một cái gì. Có là chúng ta luôn có thể dành được thời gian trọn vẹn cho gia đình của mình.
hay là cái mối quan hệ của chúng ta trong gia đình của chúng ta là 10 điểm. Thì hiện tại theo chúng ta nghĩ đó, thì mỗi bạn ở đây chúng ta đang được bao nhiêu điểm trong cái mối quan hệ của gia đình của chúng ta. Ví dụ như mình thấy rằng là cả một năm mình mới gặp được gia đình một lần, và mình gia đình mình cũng không bao giờ có một cái chuyến đi du lịch nào cùng với cả gia đình, không khi nào mình cảm thấy vui. Thì lúc đó mà về nhà mình cảm thấy đó là một điều áp lực, đó là một điều nó rất là kinh khủng, và chúng ta không muốn quay trở về với gia đình của mình, kiểu dạng như thế. Thì có nghĩa là điểm nó chỉ có được 1-2 điểm thôi. Vậy thì gia đình của chúng ta đang là bao nhiêu điểm? Còn những bạn mà gia đình của chúng ta rất là hạnh phúc, chúng ta rất là luôn luôn muốn quay về nhà, buổi trưa ăn ở nhà, buổi sáng ăn cùng với gia đình, buổi trưa ăn với gia đình và buổi tối ăn với gia đình, và chúng ta luôn mong chờ được ở nhà cùng với những người thân yêu của mình, thì bánh xe cuộc đời về trong cái khía cạnh của gia đình chúng ta đó là 10 điểm. Vậy thì mỗi của chúng ta ở đây là được bao nhiêu điểm? Thì chúng ta hãy vẽ nó ra. Nếu là 10 điểm thì chúng ta vẽ kính ra. Nếu là 1 điểm thì chúng ta vẽ ra một góc nhỏ mà thôi. Vậy thì hay là chúng ta có một mối quan hệ không tốt với ba hoặc là mẹ, hay là với một ai đó mà chúng ta chưa biết cách hòa giải, thì chúng ta đang xem là về gia đình của chúng ta là được bao nhiêu điểm. Thì chúng ta hãy vẽ nó ra, hãy viết nó ra, tô nó lại nhớ các bạn. Rồi, thêm một cái nữa đó là về sức khỏe. Hiện tại mỗi ngày chúng ta có dành được cho bản thân mình đó là 1 giờ đồng hồ để chúng ta luyện tập thể dục thể thao hay không? Đúng không? Ít nhất là 1 giờ đồng hồ để chúng ta luyện tập thể dục thể thao hay không? Bởi vì có nhiều anh chị chúng ta nói rằng là tôi không có thời gian, tôi không có thời gian để mà tôi đi tập. Đấy, bởi vì họ quá bận rộn để mà không có thời gian để tập luyện. Vậy thì sức khỏe chúng ta có hay ốm đau hay không? Có bệnh tật hay không? Rồi đó là về việc mà luyện tập thể dục thể thao. Rồi về yếu tố về tinh thần của chúng ta, chúng ta có hay bị nhức đầu, bị mệt mỏi? Rồi cái tinh thần chúng ta có đủ có bị stress, bị căng thẳng, đúng không? Có thường xuyên bị trúng gió hay không? Có là chúng ta có đủ cái sức khỏe về tinh thần hay không? Bởi vì sức khỏe về thể xác là một chuyện, nhưng một điều rất quan trọng đó là về tinh thần của chúng ta, tâm trí của chúng ta nó có đủ khỏe mạnh hay không? Hay là chúng ta thường ốm đau, chúng ta mệt mỏi, chúng ta căng thẳng, chúng ta cảm thấy stress, đúng không? Kèm theo nữa đó là chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Chúng ta đang ăn uống như thế nào? Bữa ăn, bữa nghỉ, rồi ăn thì qua loa đại khái. Chúng ta có dành cho cơ thể chúng ta một trong những cái món ăn mà đặc biệt ở trên thế giới này hay không? Có là chúng ta có dùng những cái thực phẩm bổ sung, dùng những cái loại sản phẩm nó tốt cho cơ thể của chúng ta hay không? Ví dụ chúng ta muốn thành công thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải biết yêu thương bản thân mình. Chúng ta cần phải, nếu chúng ta có một chiếc xe Ferrari hay là Lamborghini chẳng hạn, thì có phải là chúng ta sẽ luôn cho nó uống những cái loại xăng tốt nhất ở trên thế giới này, đúng không? Vậy thì với cơ thể của chúng ta có được đối xử như vậy hay không? Chúng ta có dùng những cái loại thực phẩm bổ sung tốt nhất ở trên thế giới này hay không? Hay là chúng ta chỉ ăn qua loa đại khái và thậm chí hại cho cơ thể của chúng ta? Thì chúng ta cần phải xem đó là về cái chế độ sức khỏe của chúng ta hiện tại đang như thế nào. Ví dụ như của chúng ta đó là 10 điểm thì chúng ta tô nó là 10 điểm. Có là chúng ta không bao giờ bị ốm đau bệnh tật, đúng không? Sức khỏe luôn khỏe và chúng ta đầu tư vào cái sức khỏe chúng ta rất tốt, thì chúng ta tô nó đó là 10 điểm. Ví dụ như thế. Còn nếu mà chúng ta chưa đạt như vậy thì chúng ta hãy vẽ nó đó là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Vậy thì với tình trạng sức khỏe của chúng ta hiện tại thì nó đang là bao nhiêu điểm? Đang là bao nhiêu điểm các bạn? Chúng ta hãy tô nó lên, đang là bao nhiêu điểm? Chúng ta hãy tô nó. Hiện tại chúng ta đang là bao nhiêu điểm? Chúng ta hãy tô nó. Ok. Hiện tại của chúng ta đang là bao nhiêu điểm? Tôi muốn chúng ta hãy tô vào đó. Ok các bạn? Rồi. Đó là về yếu tố về sức khỏe các bạn. Còn một cái yếu tố nữa đó chính là mối quan hệ. Và cái mối quan hệ của chúng ta với mọi người ở ngoài cuộc sống, ngoài xã hội của chúng ta như thế nào? Chúng ta có một mối quan hệ tốt, một mối quan hệ sâu, một mối quan hệ rộng với những người mà ở ngoài cái công ty của chúng ta, ngoài cái gia đình của chúng ta, cái mối quan hệ của chúng ta có đủ tốt và đủ rộng hay không? Thì với thang điểm đó là 10 thì chúng ta hiện tại đang là bao nhiêu điểm? Đúng không ạ? Và khi những cái lúc mà chúng ta gặp vấn đề, chúng ta gặp khó khăn, chúng ta có những cái con người họ sẵn sàng ở bên cạnh chúng ta,
đồng hành với chúng ta, hỗ trợ với chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thì về điểm về chất lượng của mối quan hệ chúng ta ngoài cuộc sống, hay là chúng ta chỉ có những cái mối quan hệ là chỉ biết với nhau thôi, chứ chúng ta không hề có mối quan hệ sâu rộng và sâu sát với nhau hay không, thì nếu mối quan hệ của chúng ta là bao nhiêu điểm, nếu tăng điểm của nó là 10 thì hiện tại chúng ta đang bao nhiêu điểm? Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Bao nhiêu điểm các bạn? Ví dụ như chúng ta là 5 điểm thì chúng ta đơn giản là chúng ta tô nó 1/2 là một nửa. Đang là bao nhiêu điểm? Đó, đang là bao nhiêu điểm? Rồi, thì chúng ta hãy vẽ nó vào. Ok, bao nhiêu điểm? Đó, và tôi muốn đó là chúng ta vẽ được đến từng nào đó. Thì chúng ta hãy chụp hình lại và chúng ta post lên. Ở thế này thì càng tốt. Đó, nếu bạn nào mà chúng ta chụp hình được và chúng ta post vào thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Ok các bạn. Và bao nhiêu bạn ở đây chúng ta đang xem livestream và chúng ta cảm thấy điều này rất là hay, điều này rất là tuyệt vời, và chúng ta hãy comment tương tác là điều mà bạn đang tâm đắc, điều bạn đang thực sự thích đến cái thời điểm này ở cái livestream này đó là gì, thì tôi muốn chúng ta cùng tương tác để tôi biết rằng là bạn đang thực sự lắng nghe, để tôi có cảm hứng để tôi tiếp tục và chia sẻ cho chúng ta tiếp. Rồi, tôi đang chờ các bạn đây, chúng ta còn 5 phút nào. Rồi, chúng ta cùng comment đi các bạn, tôi đang mong chờ đây. Đây là một loại nước tăng lực nhưng là vitamin 100% thiên nhiên, rất là ngon các bạn. Hay quá thầy ạ. Rồi, hãy comment đi các bạn. hãy comment. Đây là điều tuyệt vời. Không đăng được ảnh hả? Rồi, chúng ta comment được bao nhiêu điểm? Ví dụ chúng ta có thể nếu không đăng được ảnh thì ví dụ như chúng ta ghi sự nghiệp 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm thì chúng ta ghi vào cái. Rồi gia đình được mấy điểm thì chúng ta comment đưa vào cái. Rồi sức khỏe được bao nhiêu điểm chúng ta ghi vào cái. Rồi mối quan hệ được bao nhiêu điểm chúng ta cũng ghi vào luôn. Áo hồng đẹp quá. Cảm ơn em. Bao nhiêu điểm không đăng ảnh? Không đăng ảnh thì chúng ta comment về số điểm của từng cái, từng cái là bao nhiêu điểm. Sự Vân Nguyễn, sự nghiệp 2 điểm. Vậy thì câu hỏi dành cho em đó là làm một cái công việc như thế nào của em thì được gọi là 10 điểm. Một cái công việc như thế nào thì sẽ được là 10 điểm. Một cái công việc trong mơ của em ấy, là công việc như thế nào thì là công việc sẽ là 10 điểm. Và theo em thì bây giờ em sẽ làm gì để cho cái sự nghiệp của em được 10 điểm? Đúng không? Sự nghiệp như thế nào thì được là 10 điểm. Đó. Ví dụ như một cái công việc của anh trước đây là mong chờ, mong cái luôn luôn suy nghĩ đó là gì? Là mình muốn một cái công việc đấy. Là mình luôn, tôi muốn luôn muốn tìm một cái đối tác mà người ta làm một cái nền tảng về cái platform. Đó, một cái nền tảng về platform. Người ta có những cái sản phẩm về chất lượng cao và người ta bán cho đối tượng là đó là phân khúc cao cấp. Đó là những cái mà tôi luôn suy nghĩ và tìm kiếm. Và tôi muốn là những cái đối tác này họ lo cho mình về tất cả về yếu tố về pháp lý, về thủ tục, về giấy tờ, có là về những yếu tố về logistics. Đó. Rồi họ có một cái chế độ về chính sách minh bạch và rõ ràng, và một cái nền tảng về platform để mình có thể kinh doanh ở trên toàn cầu. Thì đó là cái mà tôi luôn muốn tìm. Bởi vì mình đã xác định là con đường của mình đó là làm về thương mại chứ không phải làm về sản xuất.
Và nếu tôi tìm được một cái đối tác như vậy, tôi sẽ dành toàn tâm, toàn ý, toàn công lực của mình để 100% cho cái đối tác, cho cái công ty đó. Và tôi muốn là cái nguồn thu nhập của mình đó, là nó cũng được là thụ động. Có là gì? Mình có thể mình tạo lập trong 5 năm, 10 năm để xây dựng ra một cái hệ thống về khách hàng, một hệ thống nhà phân phối. Và sau đó cái nền tảng đó nó đủ vững chắc, và dù sau này có mình có làm việc hay không làm việc đó, thì nó vẫn có cái nguồn thu nhập tốt. Và khi mà mình đã xây dựng ra một hệ thống bền vững thì họ vẫn bảo vệ cho mình ở đấy, đúng không? Và tôi cũng muốn rằng là khi mà trong những cái có là một năm như vậy, mình phải có những cái chuyến du lịch và mình không bị gò bó về cái thời gian. Có là cái quan trọng nhất đó là về cái kết quả đó, thì tôi luôn muốn tôi tìm kiếm về những cái môi trường như vậy. Và các bạn biết là sau này thì tôi cũng đã tìm được cái đối tác, đó chính là công ty về Noskin. Và bây giờ cái cuộc sống của mình đó là gì? Tôi đã có cái đội ngũ nhân sự để họ làm việc và họ bán hàng. Có là bây giờ mỗi ngày tôi chỉ sống trọn với cái đam mê của mình, đó là làm ra những cái chương trình về huấn luyện. Tôi làm ra những cái video để chia sẻ và truyền động lực đến cho mọi người. Tôi dành toàn thời gian của mình cho việc đó là mình viết ra những cái cuốn sách để chia sẻ với mong muốn đó là tạo nên những cái cảm hứng, tạo nên cái động lực cho mọi người có thể vươn tới thành công trong cuộc sống và có một cái cuộc sống viên mãn và một cuộc sống về hạnh phúc. Và tôi muốn đó là khi mà mình đi đào tạo thì tôi cũng không cần quan tâm về tiền, và tôi có thể làm nó hoàn toàn là không cần đến lợi nhuận từ cái việc đào tạo. Có là mình hoàn toàn đó là một cái đóng góp, cái cống hiến cho cộng đồng và cho xã hội. Và đến nay với cái sự nghiệp mà tôi đang làm thì nó đã giúp tôi đạt được điều đó. Và cái sự nghiệp này giúp cũng đã, tôi luôn muốn đó là gì? Mình không bị giới hạn chỉ là ở Việt Nam, mà tôi muốn đó là bung hết tất cả sức mình của mình, đó là vươn tầm ra về thế giới. Và bây giờ với sự nghiệp thì tôi đã làm được hết sức của mình, đó là mình có thể hoàn toàn vươn tầm ra về thế giới. Nhưng mình có một cái hệ thống nó đủ vững chắc và nó không bị gãy, nó không bị rụng, nó không bị lỗi, bị rớt cái này, bị rớt cái kia. Đó là điều mà tôi đã làm được trong cái sự nghiệp kinh doanh của mình. Ok không ạ? Rồi, Trang Lê Điều, em cảm thấy thực sự thích là xác định được mình đang ở vị trí nào trong bánh xe cuộc đời của bản thân. Sự nghiệp 5 điểm, gia đình 5 điểm, sức khỏe 8 điểm, mối quan hệ 8 điểm, phát triển bản thân 10 điểm. Đó, đóng góp xã hội 7,5 điểm. Trả lời, ok. Rồi, bây giờ tôi chia sẻ tiếp nha các bạn. Chia sẻ tiếp về chúng ta đây. Về phát triển bản thân. Thì hiện tại mỗi tháng bạn có dành tiền để mua cho mình một cuốn sách mới và chúng ta đọc hết cuốn sách đó để chúng ta rèn luyện về trí não của chúng ta không? Mỗi ngày chúng ta có dành được cho bản thân mình đó là 1 giờ đồng hồ để chúng ta học một cái kiến thức mới, chúng ta đọc một cuốn sách, hay là chúng ta xem một cái video, xem một cái audio để chúng ta tôi luyện về bản thân mình. Và mỗi tháng chúng ta có dành thời gian để chúng ta đi gặp gỡ và học từ những người giỏi hơn của chúng ta hay không? Rồi chúng ta có hàng năm chúng ta có dành ra tiền của mình, dành ra 10% thu nhập của mình để đầu tư vào những cái khóa học về phát triển bản thân. Có là chúng ta có tham gia vào những cái khóa học về phát triển bản thân, về cái tư duy để giúp chúng ta học tập và hoàn thiện và phát triển bản thân mình hơn hay không? Vậy thì chúng ta có thực sự phát triển bản thân mình, có là chúng ta có đầu tư một cách nghiêm túc về thời gian và tiền bạc để trau dồi và rèn luyện và phát triển về con người của mình hay không? Thì đó là cái hiện tại. Nếu như chúng ta lúc có lúc không, lúc thì hào hứng đi học, lúc thì không hào hứng, lúc thì thích, lúc thì không thích, lúc thì có tiền, lúc thì không có tiền, có là chúng ta làm một cách ngẫu nhiên thì nó kiểu 50-50, thì như vậy là chúng ta được 50 điểm của tôi. Còn nếu chúng ta dành thời gian năm nào chúng ta cũng đều, có là hàng tháng ví dụ chúng ta có thu nhập là 100 triệu đồng thì chúng ta đều dành 10 triệu đồng để đi học. Nếu chúng ta có thu nhập 1 tỷ thì mỗi tháng như vậy chúng ta đều dành ra 100 triệu đồng để chúng ta đầu tư vào việc học tập và phát triển bản thân mình. Thì đó là về phát triển bản thân. Hiện tại chúng ta đang là bao nhiêu điểm thì chúng ta hãy tô màu cho nó ạ. Đấy, hôm nay là chúng ta bài học về tô màu. Ví dụ như chúng ta là 10 điểm, chúng ta nó tô đó là 10 điểm. Đó, 10 điểm. Bao nhiêu điểm? 10 điểm thì chúng ta tô 10 điểm. Còn nếu chỉ có 1 điểm thì chúng ta không có dành thời gian để học tập,
Ví dụ như like này là lần đầu tiên bạn xem một cái về gọi là phát triển bản thân thì nó là một điểm. Vậy thì của chúng ta là bao nhiêu điểm? Chúng ta hãy vẽ nó ra các bạn. Hãy vẽ nó ra là bao nhiêu điểm. Ok. Rồi, đó là về phát triển bản thân. Kế tiếp đó là về vui chơi giải trí. Vui chơi giải trí của chúng ta nhé các bạn. Vui chơi giải trí thì hàng tuần hay là hàng năm chúng ta có dành thời gian để du lịch hay không? Ví dụ như các bạn xem cái trên Facebook của mình thì các bạn thấy đó là hàng năm như vậy đó. Thì mình có ít nhất đó là 6 chuyến đi du lịch. Một năm như vậy ít nhất đó là 6 chuyến đi du lịch cùng với một người thân ở trong gia đình của mình. Có thể đó là những cái chuyến đi ở trong nước, rồi chuyến đi ở quốc tế. Và mình có những cái môn thể thao về yêu thích, ví dụ như về flyboard chẳng hạn, thì mình vẫn có thời gian để mình tham gia, mình chơi, đúng không? Hay là mình có những, và mỗi ngày mình đều dành cái thời gian để mình có một cái vui chơi giải trí. Hay là hàng năm là chúng ta có bao nhiêu ngày, bao nhiêu cái thời gian là chúng ta đi du lịch, đúng không? Một năm là chúng ta có bao nhiêu thời gian đi du lịch. Thì hiện tại cái thời gian chúng ta nó đang sắp xếp là nó như thế nào? Vậy thì điểm về vui chơi giải trí của chúng ta, nếu là chúng ta muốn một năm là một có 12 chuyến mà chúng ta chỉ đi được 5 thôi thì có là chúng ta chỉ mới được một nửa. Nhưng nếu một năm chúng ta cần 6 mà chúng ta có được 6 luôn thì đó là 10 điểm. Vậy thì của chúng ta hiện tại đang là bao nhiêu điểm trong thang số đó là 10 điểm? Rồi, thì có những người thì quanh năm suốt tháng là đi chơi đi phượt, đúng không? Còn những cái khác là không có gì cả. Đấy, chúng ta vẫn thấy có những người là họ suốt ngày họ đi luôn, nhưng sự nghiệp thì không có gì, mối quan hệ cũng chẳng có, phát triển bản thân cũng không, gia đình cũng không. Thì như vậy đó cũng phải là tốt, đúng không? Vui chơi giải trí. Có những người thì suốt ngày ăn chơi bay lắc nhảy múa thì đó cũng không phải là tốt, đúng không ạ? Vậy thì vui chơi giải trí du lịch của chúng ta đang là bao nhiêu điểm trong thang số là 10 điểm? Thì hiện tại mỗi chúng ta ở đây đang là bao nhiêu điểm? Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment luôn nhé. Rồi, đóng góp xã hội của chúng ta đang là bao nhiêu điểm? Đóng góp xã hội là như thế này. Hàng năm chúng ta đang dành, chúng ta có dành ra 5% thu nhập của mình để gọi là cống hiến cho xã hội, hay là hòa làm những cái hoạt động về từ thiện, những hoạt động về xã hội, hoặc là chúng ta có những cái hoạt động về thiện nguyện, những hoạt động về cộng đồng, chúng ta đóng góp và chúng ta chia sẻ ra giá trị cho xã hội. Ví dụ như và khi mà chúng ta càng giúp đỡ được nhiều người đấy thì chúng ta càng cảm thấy nó hạnh phúc hơn. Ví dụ như một trong những cái mà tôi làm đó là gì? Đó là tất cả những cái chương trình huấn luyện và đào tạo của tôi thì tôi muốn dành đó là một cái đóng góp trọng đại cho cuộc đời này, cho xã hội này. Và tôi dành cái thời gian đó và tôi đào tạo, và tất cả cái nguồn thu từ hoạt động về đào tạo, sau khi mà tôi trừ hết tất cả những cái chi phí về thuê địa điểm và tổ chức về chương trình, thì số tiền còn lại tôi đều đưa vào cái quỹ mổ tim dành cho trẻ em nghèo Việt Nam. Rồi, hay là những cuốn sách mà tôi viết ra thì 100% những cái nguồn thu từ việc mà mình bán sách đó thì tôi cũng đều đưa vào cái quỹ, đó là cái quỹ mổ tim dành cho trẻ em nghèo Việt Nam. Và đó là những cái mà tôi muốn đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội. Và tôi dành cái thời gian của bản thân mình để làm ra những cái video và tôi upload ở trên kênh YouTube, để đó là một cái di sản, là một cái mà tôi muốn để lại cho thế giới này. Đó là những cái đóng góp cho xã hội. Vậy thì của chúng ta đang có những cái hoạt động, chúng ta có những cái đóng góp như thế nào với xã hội? Vậy thì nếu thang điểm của chúng ta đó là 10 thì hiện tại nó đang là được bao nhiêu điểm? Đấy, ví dụ như được là 4 điểm, 5 điểm thì chúng ta chỉ để ra 4 điểm, 5 điểm thôi. Tức là chúng ta đóng góp nó vẫn còn ít chẳng hạn, hay là chúng ta không có một cái đóng góp nào, chúng ta chưa bao giờ có một cái khái niệm đó là chúng ta trao giá trị cho cộng đồng, cho xã hội, thì chúng ta để ít. Và tôi muốn là những cái công việc kinh doanh của mình đó là cũng mong muốn đóng góp và hỗ trợ và giúp đỡ cho cộng đồng. Ok các bạn? Rồi, và một cái yếu tố thứ 8 đó chính là về tâm linh. Chúng ta có một cái trái tim hướng thiện hay không?
Chúng ta ví dụ như chúng ta theo đạo Thiên Chúa thì chúng ta có luôn nghĩ về Chúa, hay là chúng ta về theo đạo Phật thì chúng ta hướng về tâm linh, về ông bà bố mẹ. Có là về cái yếu tố về tâm linh này thì đó là hơi nhạy cảm, thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái khác nhau, thì chúng ta hãy tự cho mình một con số điểm về cái về hướng về tâm linh, về ông bà tổ tiên, về gia đình, rồi về nhà thờ của chúng ta đang là như thế nào. Chúng ta có hướng về đó không? Chúng ta có những cái đóng góp để chúng ta xây dựng nhà thờ, xây dựng về chùa hay xây dựng về những cái điều đó hay không? Về yếu tố đó là về tâm linh, thế của chúng ta đang là bao nhiêu điểm? Nếu chúng ta lúc có lúc không thì nó là 50-50. Còn nếu chúng ta vẫn có toàn tâm nguyện của chúng ta hướng về đó thì đó là 10 điểm. Thì hiện tại của chúng ta đang là bao nhiêu điểm thì chúng ta hãy ghi nó vào, chúng ta tô màu. Nếu là 10 điểm, chúng ta vẫn có một trái tim hướng thiện, luôn luôn hướng về yếu tố tâm linh đó thì chúng ta là 10 điểm. Đúng rồi. Và chúng ta có đức tin, chúng ta có niềm tin với yếu tố về tâm linh này hay không? Thì nếu 50-50 thì nó là 5 điểm. Còn nếu chúng ta có một niềm tin tuyệt đối về đó thì đó là 10 điểm. Vậy thì của chúng ta đang là bao nhiêu điểm? Vậy thì bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta ở đây đang xem cái livestream này thì chúng ta hãy comment dưới livestream này về thang điểm của chúng ta, về tất cả 8 cái yếu tố này. 8 yếu tố này chúng ta đang có bao nhiêu điểm? Tôi muốn tất cả chúng ta hãy viết ra các bạn. Hãy viết ra sự nghiệp bao nhiêu điểm, gia đình bao nhiêu điểm, sức khỏe bao nhiêu điểm, mối quan hệ bao nhiêu điểm, phát triển bản thân bao nhiêu điểm, vui chơi giải trí bao nhiêu điểm, đóng góp cho xã hội bao nhiêu điểm, và yếu tố tâm linh của chúng ta đang là bao nhiêu điểm. Là 8 cái khía cạnh này, mỗi cái của chúng ta đang là bao nhiêu điểm? Tôi muốn tất cả chúng ta hãy viết ra các bạn. Hãy viết ra hiện tại 8 cái yếu tố này, mỗi thứ của chúng ta đang có đó là bao nhiêu điểm. Và chúng ta hãy vẽ nó ở trên tờ giấy nha các bạn. Rồi xin mời các bạn chúng ta cùng comment đi các bạn. Rồi, hãy comment đi các bạn. Nguyễn Kiều Anh rất là nhiệt tình tác bạn bè. Rồi bạn nhận được những giá trị ở đây thì bạn lan tỏa và chia sẻ. Chào chị Nancy Huỳnh. Và tôi rất thích những người mà chúng ta tag bạn bè này, rồi chúng ta nhiệt tình share link và gửi link đến cho những người bạn bè này. Bởi vì sao? Tôi đã dành cái tâm huyết và công sức của mình để chia sẻ ở đây hết lòng với tất cả chúng ta, thì tôi cũng là mong muốn đó là chúng ta cũng dùng một chút cái thời gian và công sức của mình để chúng ta share tới cho những người bạn, đó là chúng ta đang cùng với nhau gieo những cái giá trị, gieo những cái hạt về tri thức đến cho cộng đồng và cho xã hội. Và chúng ta đang cùng với nhau để tạo ra những cái đóng góp lớn cho cộng đồng và cho xã hội của chúng ta. Rồi chúng ta hãy comment về những cái... Hello Huy Nguyễn, em rất tâm đắc về bài học bánh xe cuộc đời. Rồi chúng ta cùng comment về những cái thang điểm về bánh xe cuộc đời chúng ta đang là bao nhiêu. Tôi muốn tất cả chúng ta cùng comment đấy các bạn. Cùng comment. Chúng ta hãy cùng với nhau san sẻ, chúng ta cùng với nhau chia sẻ với nhau. Và lát nữa tôi sẽ chỉ các bạn về cách làm sao để chúng ta có được làm tròn bánh xe cuộc đời này. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ chúng ta về làm thế nào để chúng ta làm tròn được bánh xe cuộc đời của chúng ta. Tôi sẽ chia sẻ chúng ta về cách làm sao để chúng ta làm tròn được bánh xe cuộc đời của chúng ta. Minh Khôi, sự nghiệp 6/10, gia đình 3/10, sức khỏe là 7/10, mối quan hệ là 5/10, bản thân là 90/10, vui chơi là 2/10, cho đi là 6/10, tâm linh là 7/10. Ok các bạn. Rồi, chúng ta cùng comment đi các bạn, comment đi các bạn. Hãy chia sẻ nào. Nào, chúng ta cùng chia sẻ đấy các bạn. Cùng chia sẻ. Rồi, chúng ta cùng chia sẻ đấy các bạn. Và tôi rất là hào hứng và thích thú khi mà đọc với các bạn. Và tôi rất là hào hứng khi mà tôi lát nữa tôi sẽ chia sẻ chúng ta cách làm thế nào để chúng ta làm tròn với bánh xe cuộc đời của chúng ta. Ok các bạn. Làm thế nào để chúng ta làm tròn được bánh xe cuộc đời này? Lát nữa tôi sẽ chia sẻ với chúng ta. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment để tôi thấy được là cái điểm số của chúng ta. Và lát nữa
tôi sẽ chia sẻ chúng ta về cái làm thế nào để chúng ta đọc vào bánh xe cuộc đời này. Chúng ta cần làm gì, làm như thế nào để bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Đó. Khi mà đủ được 50 người chúng ta comment về điều này thì tôi sẽ chia sẻ chúng ta về cách làm sao để chúng ta làm cho bánh xe cuộc đời chúng ta nó trở nên tròn hơn. Đó. Có những bạn thì bánh xe của chúng ta tròn đấy, nhưng nó tròn vo ở cái điểm nhỏ như thế này. Đúng không? Thế thì chúng ta vẫn không di chuyển được. Và chúng ta thấy đấy, và nếu bánh xe cuộc đời của chúng ta mà méo như thế này này, đó là lý do chúng ta gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này. Linh có thể tặng một cuốn sách được không? Được chị Nancy Huỳnh nhá. Chị inbox cho em rồi em sẽ tặng cho chị một cuốn sách. Chị nhắn cho em cái địa chỉ nhận sách của chị và em sẽ tặng cho chị cuốn sách đó. Chị inbox vào Facebook của em và nhắn cho em cái địa chỉ, họ tên, địa chỉ và số điện thoại, em sẽ tặng cho chị. Nhưng phải chờ đến giữa tháng 6 mới có sách tiếp. Bởi vì hiện tại là sách của em đã hết rồi. 1.000 cuốn hết trong vòng 2 tuần. Thì bây giờ đang chờ in 5.000 cuốn kế tiếp. 5.000 cuốn kế tiếp đang chờ. Rồi. Thì chúng ta thấy là nếu mà bánh xe cuộc đời chúng ta nó méo mó như thế này đó, thì đó là nó giống như cái bánh xe nó tròn đó. Tròn thì nó mới có thể di chuyển được. Chúng ta làm mọi thứ mới nhanh được. Chúng ta mới cảm thấy bình an, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc được. Nhưng vì nó méo như thế này nên chúng ta thấy là tại sao chúng ta cứ bị mắc kẹt, chúng ta không có thành công được. Bởi vì chúng ta đi lên và khực, 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 và chúng ta thấy rằng là chúng ta không di chuyển được, chúng ta không tiến về phía trước được. Và chúng ta luôn cảm thấy bất an, chúng ta luôn cảm thấy là không được thành công, chúng ta không cảm thấy được hạnh phúc, chúng ta không cảm thấy được viên mãn. Bởi vì đơn giản đó là bánh xe cuộc đời của chúng ta nó không được tròn. Bánh xe cuộc đời chúng ta nó méo. Mà méo đó là lý do chúng ta luôn cảm thấy rằng là mình không có thành công. Đúng không ạ? Chị Hạnh Phan, sự nghiệp 3, gia đình 7, mối quan hệ 5, sức khỏe 5, phát triển bản thân 8, giải trí 5, đóng góp xã hội 5 và tâm linh đó là 8. Rồi chúng ta cùng comment đi các bạn. Nguyễn Đức Long, sự nghiệp 6/10, gia đình 5, sức khỏe 9, mối quan hệ 6, phát triển bản thân 7, vui chơi giải trí 6, đóng góp xã hội là 4, tâm linh là 7. Rồi. Chị Nguyễn Thị Linh Giang, sự nghiệp 2, gia đình 7, sức khỏe 6, mối quan hệ 7, phát triển bản thân 6, vui chơi 6, đóng góp xã hội 6, tâm linh là 8. Nguyễn Ba Duy, sự nghiệp là 1, gia đình là 6, sức khỏe là 8, mối quan hệ 6, phát triển bản thân 5, vui chơi giải trí 2, đóng góp xã hội là 3, tâm linh là 8. Sự nghiệp là 5, gia đình là 8, sức khỏe là 9, mối quan hệ là 4, phát triển bản thân là 7, giải trí là 3, đóng góp xã hội là 4, tâm linh là 9. Rồi, chúng ta cùng comment đi các bạn. Cùng comment, cùng comment. Ok. Nào cùng comment đi các bạn. Cùng comment, comment. Ok. Nếu chúng ta đã sẵn sàng để chúng ta nghe cái cách làm thế nào để chúng ta làm bánh xe cuộc đời của chúng ta tròn, thì chúng ta comment: tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm cho bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm cho bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời tròn. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời tròn. Ok. Tôi đã sẵn sàng để làm bánh xe cuộc đời chúng ta trở nên tròn. Ok. Đây các bạn.
để làm bánh xe cuộc đời của chúng ta trở nên tròn á, thì trong cái công việc của tôi đó là gì? Tôi cần phải đạt, tôi tập trung vào một thứ thôi các bạn. Tập trung vào một thứ và một mục tiêu để bánh xe cuộc đời chúng ta tròn. Đó chính là tập trung vào cái yếu tố sự nghiệp này này các bạn. Trong 8 cái này này, đó là chúng ta tập trung vào đạt được mục tiêu của sự nghiệp. Đó là gì? Ví dụ trong công việc kinh doanh của tôi thì đó là tôi cần phải trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Tức là mình đạt đến đỉnh cao của trong công việc của mình, đó là Team Elite Platinum 4 Star. Bởi vì khi mà tôi đạt được trở thành Team Elite Platinum 4 Star thì mỗi năm đó là tôi được có 6 chuyến đi du lịch miễn phí cùng với công ty. Ok, là một. Cái thứ hai đó là về mặt về sự nghiệp, về tài chính, thì tôi đã có được một cái thu nhập tối thiểu đó là 1 tỷ đồng một tháng, đúng không ạ? Và nó trên con số đó thì đó là về cái sự nghiệp của mình. Và khi mình có tài chính nhiều, mình mới giúp đỡ được cho gia đình. Và có phải là cái vấn đề của gia đình nó cũng phần lớn đến từ việc mà chúng ta khó khăn về tài chính, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta phát triển về sự nghiệp tốt thì đồng nghĩa với việc mà chúng ta cũng có một cái khả năng về lãnh đạo. Và lãnh đạo quan trọng nhất đó là chúng ta phát triển về bản thân. Và chúng ta đã trở thành một con người tốt thì lúc đó cái gia đình của chúng ta, chúng ta khi mà chúng ta đã trở thành một người, ví dụ Team Elite Platinum 4 Star, thì lúc đó là tôi đã có một cái hệ thống nó rất lớn mạnh, nó rất vững mạnh và nó tạo ra một cái nguồn thu nhập chất lượng cao đều đặn về mỗi tháng. Và dù có mình hay không có mình thì cái công việc kinh doanh nó vẫn chạy bình thường, nó vẫn phát triển bình thường. Và lúc này tôi dành được thời gian cho gia đình mình. Đó. Và mỗi cái chuyến mà đi cùng với công ty thì luôn luôn đó là cùng với cả gia đình của mình. Và tôi dành thời gian của bên gia đình của mình. Ví dụ như khi mà tôi đã chuẩn bị trước về điều này thì năm nay là năm mà tôi có đứa con đầu lòng của mình đó. Thì khi mà đứa con của tôi sinh ra thì tôi có thời gian để dành cho cái đứa con của mình được, đúng không ạ? Thì đó là về yếu tố, đó là về gia đình. Và đúng không ạ? Về sức khỏe thì vì là tính chất về công việc này là mình đã có một cái cộng đồng rất lớn và mình đã set up mọi cái đi vào cái quy trình, đi vào cái quỹ đạo rồi. Thì về sức khỏe đó là mỗi ngày mình đều thời gian, dành thời gian cho việc mà luyện tập thể dục thể thao để mình có một cái sức khỏe tốt. Và tôi luôn dùng những cái sản phẩm về thực phẩm bổ sung, những cái loại mà chất lượng cao, những cái loại mà tốt, thì đó là mình đưa vào cái cơ thể là cái sức khỏe này nó tốt lên. Thì lúc này nó cần tiền, đúng không ạ? Cái nào nó cũng rất là cần, là chúng ta phải có tiền thì chúng ta mới làm tốt được. Vậy thì đó là về yếu tố về sức khỏe. Về mối quan hệ thì vì mình làm, mình có thời gian nên mình vẫn liên tục, vì công việc của chúng ta đó là nó liên tục phải mở rộng về những cái mối quan hệ ở ngoài cuộc sống. Và cái mối quan hệ này không chỉ là mối quan hệ chỉ dừng lại là ở biết, và công việc kinh doanh nó chỉ thực sự phát triển đó là khi chúng ta có một cái mối quan hệ sâu về một mối quan hệ rộng, một cái mối quan hệ chất lượng cao thì lúc đó mới tốt được. Thì đó là cái mối quan hệ mình cũng có thời gian để mình đi xây dựng về những cái mối quan hệ của chúng ta ngoài cộng đồng và ngoài cuộc sống. Đó, đó là những mối quan hệ tốt. Rồi về phát triển bản thân thì nó diễn ra đó là hàng ngày mỗi buổi sáng tôi đều dành thời gian cho mình, đó là 2 đến 3 tiếng đồng hồ để mà rèn luyện và phát triển bản thân mình. Ví dụ như tôi có thời gian đó là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, đó là thời gian để mình training, mình huấn luyện cho cái đội ngũ của mình. Và trước đó thì dành thời gian cho bản thân, đó là ngồi thiền, rồi thời gian mà để mà mình hình dung về cuộc đời của mình, về viết về top 5. Và sau đó thì tôi có tiếp, đó là 1 tiếng để mình đọc sách. Và hàng tháng như vậy thì tôi đều tham dự một cái khóa về huấn luyện. Và mỗi năm như thế thì tôi đều có 10, trích ra 10 và 5 thu nhập để đầu tư vào những cái khóa học về phát triển bản thân, từ những cái diễn giả hàng đầu trên thế giới, từ những người huấn luyện hàng đầu trên thế giới. Vậy thì nếu mà chúng ta không có tiền thì chúng ta sẽ không làm được điều đó. Nên là chúng ta khi mà chúng ta tập trung vào yếu tố đó là sự nghiệp, chúng ta có một cái sự nghiệp đạt đến đỉnh cao của sự thành công, chúng ta có một cái nguồn thu nhập chất lượng cao, chúng ta có một nguồn thu nhập lớn, thì lúc đó chúng ta mới có thể phát triển về bản thân, đúng không ạ? Hay là chúng ta muốn làm về vui chơi giải trí, chúng ta muốn đi du lịch thì chúng ta cũng phải có rất nhiều tiền. Và khi mà tôi đã trở thành Team Elite Platinum 4 Star thì ít nhất đó là một năm là mình sẽ có 6 chuyến đi miễn phí cùng với công ty.
Và 6 chuyến đi này đó là mình đi cùng với vợ của mình hoặc là ba mẹ của mình. Có là một năm như vậy là mình có 6 chuyến đi. Và ngoài ra thì còn có thêm những cái chuyến đi khác từ những cái thị trường khác người ta mời mình đi, và kèm theo đó là của gia đình mình đi. Có là gần như là tháng nào thì mình cũng đều có một cái chuyến để mà mình đi du lịch. Thì đó là về vui chơi và giải trí. Và hàng tuần như vậy thì tôi đều dành ra cái thời gian, đó là mình chơi cái môn thể thao mình yêu thích, đó chính là cái flyboard hay là về jetski đó. Thì đó là những cái môn thể thao mình yêu thích, đúng rồi. Thì đó là về vui chơi và giải trí. Còn về đóng góp cho xã hội, nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta không thể nào mà đóng góp cho xã hội được. Bởi vì có nếu mà chúng ta cứ đi đóng góp cho xã hội mà trong lúc đó bản thân chúng ta chưa được lo được cho mình thì cái đóng góp đó là không hề tốt chút nào hết. Bởi vì bản thân của chúng ta vẫn đang là một gánh nặng của xã hội. Thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải giải cứu được mình đã. Thì bằng cách đó là chúng ta cần tập trung vào sự nghiệp. Và khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta sẽ đóng góp được. Ví dụ như công việc của tôi đó là mỗi một ngày như vậy thì tôi đều có những cái đóng góp ở về xã hội. Ví dụ như 1% cái nguồn thu nhập từ cái công việc kinh doanh của mình đó thì tôi đều đưa vào cái quỹ, đó là quỹ mổ tim dành cho trẻ em nghèo Việt Nam. Thứ hai đó là những cuốn sách mà tôi bán ra, à, những khóa học mà tôi làm ra thì tôi đều dùng nó để đưa vào những cái hoạt động về xã hội, vào cái quỹ mổ tim dành cho trẻ em nghèo Việt Nam. Ok các bạn. Và tôi làm những cái video về cái kênh YouTube để chia sẻ trên đó là hoàn toàn miễn phí. Còn rất nhiều những cái đơn vị mà người ta liên hệ với tôi, đó là làm ra những cái khóa học online để bán, thì tôi có nói với họ đó là tôi không bán một khóa học nào ở trên online cả. Và tất cả những khóa học ở trên online của tôi thì đều là làm hoàn toàn là miễn phí, và tôi tặng nó miễn phí cho tất cả mọi người. Thì đó là đóng góp cho xã hội. Đúng rồi, đóng góp cho xã hội. Thì khi mà chúng ta có một cái sự nghiệp tốt, có một nguồn tài chính tốt thì chúng ta mới có thể làm cái này tốt được. Còn nếu chúng ta không tập trung vào sự nghiệp chúng ta không tốt mà chúng ta, nên là cái thời gian đầu tiên chúng ta cần tập trung vào sự nghiệp thì chúng ta mới làm tròn về bánh xe của đời của chúng ta được. Và yếu tố về tâm linh, kể chúng ta muốn xây chùa, chúng ta muốn xây trường, muốn xây về nhà thờ hay là chúng ta muốn đóng góp về những điều đó thì chúng ta cũng cần có những cái sự nghiệp tốt. Đúng rồi, và tâm chúng ta chỉ bình an khi chúng ta kinh doanh, chúng ta làm về sự nghiệp, chúng ta cũng luôn tạo ra những cái sản phẩm tốt đến cho cộng đồng. Ví dụ như một người mà đến với tổ chức của tôi đấy, thì việc đầu tiên mà tôi cần làm với họ đó là gì? Tôi chưa quan tâm đó là người ta có làm với mình hay không. Nhưng cái đầu tiên tôi quan tâm đó là mình phải giúp được cho họ trước đã. Và một người đến thì tôi là có một cái lớp, đó là Rich People Business. Đó là một lớp, đó là dạy về kinh doanh online. Dạy về kinh doanh online, đó là viết quảng cáo, về chạy quảng cáo Facebook, rồi vào về bán hàng, về chăm sóc khách hàng. Và nếu người ta học xong cái khóa đó đó, người ta không thích làm với chúng tôi thì người ta vẫn có thể đi ra ngoài và họ kinh doanh với cái công việc của họ, với cái sự nghiệp của họ, và họ có sự thành công trong cái sự nghiệp của họ. Đúng không? Và có những người mà họ học xong, họ cảm thấy thích chúng tôi và bắt đầu họ quyết định làm với chúng tôi, họ kinh doanh với cùng với chúng tôi. Nên là cái đầu tiên đó là chúng ta chưa quan tâm là người ta làm với mình hay không. Nhưng cái đầu tiên đó là mình cần phải trao giá trị, mình phải cung cấp, mình phải giúp đỡ cho người ta là cái đầu tiên trước đã. Ok không ạ? Và các bạn biết là điều gì đó đã xảy ra chưa? Đó là những người học xong, người mà làm với chúng tôi thì đó là một điều rất tuyệt vời rồi. Có những người họ không làm với chúng tôi nhưng họ đạt được những cái thành tựu, họ đạt được những cái kết quả của cuộc sống, và họ quay lại, đó là họ có những người em, họ có những người bạn bè, và họ bắt đầu giới thiệu cho những người đó đến đồng hành và hợp tác làm cùng với chúng tôi. Đó là cái mà chúng tôi đã trao đi giá trị với cộng đồng. Chúng tôi phải đóng góp trước đã. Đúng rồi. Và chúng tôi vào, chúng tôi là những người kinh doanh hệ thống, nhưng chúng tôi không bao giờ đi chốt mọi người nhập hàng mà không có cái phương án giúp người ta ra hàng. Chúng tôi nói không với điều đó. Cái đầu tiên chúng tôi vào đây, chúng tôi cần phải giúp họ, đó là phải có được cái kỹ năng về viết quảng cáo. Cái thứ hai đó là họ phải có kỹ năng về bán hàng và chăm sóc khách hàng. Họ phải có kiến thức về kinh doanh và họ làm tốt về cái đó đã. Rồi sau đó họ mới tự động, lúc đó họ đã có lợi nhuận rồi. Và cái đầu tiên chúng ta vào đó tập trung, đó là họ phải có kết quả, họ phải bán được ra lợi nhuận, họ phải có lợi nhuận thì sau đó họ mới làm về hệ thống. Đúng không? Chúng ta tập trung vào việc mà tạo ra giá trị.
Còn đối với khách hàng thì chúng ta luôn tập trung vào việc đó là đưa ra những cái sản phẩm tốt, và cái thứ hai đó là những cái dịch vụ tốt dành cho khách hàng của mình. Thế đó là chúng tôi hướng đến, là khi mình kinh doanh, dù mình có tiền lãi đó, nhưng cái đồng tiền mà mình nhận được từ hoạt động kinh doanh của mình, nó phải trao được cái giá trị cho cộng đồng, cho trao được giá trị cho khách hàng của mình. Và những người làm việc cùng với mình, họ vừa có tài chính, nhưng họ vừa cảm thấy hạnh phúc với công việc mà họ đang làm việc cùng với mình. Đó là những cái mà chúng ta xây dựng ra những cái hệ giá trị mà khi mà xây dựng cái công ty của mình, xây dựng nên cái đội nhóm của mình. Đó là chúng ta dựa trên những cái giá trị đó để mà tạo ra một cái đội ngũ. Và chúng ta luôn tập trung vào việc đó là mang lại giá trị cho mọi người, mang lại giá trị cho cộng đồng, mang lại giá trị cho xã hội. Thì lúc đó chúng ta tạo nên cái thương hiệu và công ty chúng ta nó sẽ phát triển đi lên. Ok không ạ? Thế đó là chúng ta cần tập trung vào sự nghiệp. Vậy thì để chúng ta làm tròn về bánh xe cuộc đời, thì nếu bây giờ bánh xe cuộc đời chúng ta chưa được tròn, hãy tập trung vào việc mà phát triển về sự nghiệp. Và chúng ta cần phải dành toàn tâm toàn ý để tập trung. Mình phải trở thành team lead Platinum 4 Star trong 1 năm, 2 năm và 3 năm. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm tròn được cái bánh xe cuộc đời của chúng ta. Đúng không ạ? Còn nếu chúng ta không tập trung vào phát triển về sự nghiệp mà chúng ta cứ lan man thì có cái này được cái này mất cái kia. Nhưng khi chúng ta tập trung vào sự nghiệp và chúng ta phát triển cái sự nghiệp của mình thì những cái thứ khác nó sẽ tròn đi theo. Nó sẽ tròn đi theo cùng với đó. Nên là chúng ta hãy tập trung vào nó. Đúng là tập trung vào sự nghiệp, tập trung vào việc mà chúng ta phải thành công, thì lúc đó chúng ta sẽ làm tròn cái bánh xe cuộc đời của chúng ta. Ok các bạn? Và để giúp chúng ta làm tròn được hơn và để chúng ta đột phá trong cái sự nghiệp của chúng ta, thì đó là ngày 10, 10, 11 và 12 của tháng 7 sắp tới. Thì đó là tôi có làm cái lớp, đó là Leadership Training. Đây là cái khóa học mà tôi dành toàn thời gian trong 3 ngày 2 đêm không ngủ để chúng ta thực hành vào một thứ, đó là làm tròn bánh xe cuộc đời của chúng ta. Trong 3 ngày 2 đêm chúng tôi dành toàn tâm toàn ý cho việc đó là giúp cho mọi người làm tròn bánh xe cuộc đời của mình. 3 ngày 2 đêm để làm một thứ thôi, đó là cài đặt vào trong tiềm thức của chúng ta để chúng ta tập trung phát triển cái sự nghiệp của chúng ta và chúng ta làm tròn được bánh xe cuộc đời của mình. Đó là trong 3 ngày 2 đêm ở ngày 10, 11 và 12 tháng 7. 10, 11, 12 tháng 7. Và chúng ta tiền học phí của khóa đó chỉ đủ để tổ chức thôi. Thì chúng ta học ở tại khu du lịch sinh thái Cao Minh ở Đồng Nai. Xe chúng ta sẽ đưa chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh, đó ở 30 Nguyễn Cửu Vân ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Xe sẽ đưa chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta đi đến khu du lịch Cao Minh Đồng Nai. Sau đó chúng ta học 3 ngày 2 đêm ở đó. Rồi chúng ta có tiền ăn, tiền ở, có là tất cả 3 triệu đồng, là gồm tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại trong 3 ngày 2 đêm là luôn. Hết full hết toàn bộ luôn, chỉ có 3 triệu đồng thôi. Đó. Nó giống như việc mà chúng ta đến một khu du lịch mà chúng ta ở đó, chúng ta ăn uống thôi là chúng ta cũng hết 4-5 triệu rồi đúng không ạ? Nhưng vì chúng ta làm đông là hơn 100 cái người chúng ta cùng học ở cái khóa học đó, nên là cái học phí nó chỉ có 3 triệu đồng dành cho tất cả mọi người. Ok các bạn? À, thì đó là cái mà chúng tôi làm ra cứ 2 tháng một lần, là chúng tôi làm ra những cái lớp học đó để với mục đích đó là giúp cho mọi người làm tròn về bánh xe cuộc đời của mình. Và để chúng ta đăng ký khóa học đó, thì chúng ta hãy liên hệ với những người mà đã đưa chúng ta đến xem cái livestream của ngày hôm nay. Hoặc là chúng ta không biết đó là ai thì chúng ta có thể liên hệ với tôi và tôi sẽ add bạn cùng với cái người trợ lý của tôi để chúng ta đăng ký tham dự vào cái chương trình đó. Ok các bạn? À, nên là hôm nay tôi muốn tổng kết lại, đó là để chúng ta làm tròn bánh xe cuộc đời thì chúng ta cần tập trung nguồn lực, mục tiêu của chúng ta vào cái việc đó là tập trung vào sự nghiệp thì chúng ta sẽ làm tròn bánh xe cuộc đời của chúng ta. Ok các bạn? Và ngày mai vào lúc 10 giờ thì tôi sẽ chia sẻ chúng ta về chủ đề đó là kinh doanh. À, và trong cái chủ đề đó thì tôi sẽ nói rất nhiều về việc để giúp chúng ta tập trung vào sự nghiệp như thế nào, chúng ta kinh doanh ra sao, chúng ta làm nó như thế nào để chúng ta có được cái sự thành công và chúng ta tập trung vào cái sự nghiệp này ra sao. Thì đó là ngày mai tôi sẽ nói về chủ đề đó là về kinh doanh.
Ok các bạn, ngày mai 10 giờ ngày mai có thể là 11 giờ bởi vì ngày mai là tôi có một sự kiện là từ tối, từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ tối, 9 giờ 30 tối mới xong. Và tôi di chuyển về nhà nữa thì có thể là nó hơi trễ một chút. Nên là có thể chúng ta tối ngày mai chúng ta sẽ làm livestream vào lúc 23 giờ. Nói chung là chúng ta cứ chờ đợi và sớm thì tôi sẽ là 10 giờ 30. Mà đúng được nữa thì có thể là 10 giờ. Nhưng muộn nhất đó là 23 giờ tối ngày mai chúng ta sẽ có livestream. Và chúng ta hãy chờ đợi bởi vì ngày mai đó là một phần nó rất là đặc biệt. Đó là tôi sẽ nói về kinh doanh thời 4.0. Thì chúng ta cần phải chọn sản phẩm ra sao, chúng ta phải làm những cái platform như thế nào, và chúng ta ứng dụng về Facebook, về Google như thế nào cho thành công. Ok ạ, anh có lưu video không ạ? Hay chỉ phát trực tiếp? Anh phát trực tiếp một lần và sau 5 ngày thì anh sẽ xóa video à. Bởi vì cần để cho những người khác xem. Thì lúc đó có thể là anh upload ở trên YouTube và chúng ta có thể vào đó chúng ta xem. Ok các bạn à. Và bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về những bài học mà chúng ta học được, một bài học mà chúng ta tâm đắc nhất trong buổi tối hôm nay. Hãy comment một bài học mà chúng ta tâm đắc trong buổi tối ngày hôm nay các bạn. Hãy comment về bài học, một điều mà chúng ta tâm đắc trong buổi tối ngày hôm nay. Hùng Mạnh Trần, em học lại nha. Ok em, ngày 10, 11 và 12 tháng 10 em nhé. À tháng 7, 10, 11, 12 tháng 7. Chúng ta hãy lưu vào lịch của chúng ta đó là ngày 10, 11 và 12 tháng 7 để chúng ta tham dự vào cái chương trình Leadership Training. Ok, chúng ta hãy comment về một bài học mà chúng ta tâm đắc trong buổi tối ngày hôm nay. Bài học chúng ta tâm đắc trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, và bây giờ đã là 11 giờ 05. Chúc tất cả anh chị em chúng ta trong cái livestream này, chúng ta đã học trong 3 ngày qua và ngày hôm nay là ngày thứ 4. Chúc cho tất cả chúng ta có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta. À, muốn những chị Hạnh Phan, chị đã học rồi, chúng ta muốn tham gia vào đội coach thì chúng ta sẽ có một cái group dành cho đội coach và chúng ta sẽ được training và huấn luyện trước khi chúng ta đi làm coach. Sau đó chúng ta sẽ được phỏng vấn rồi chúng ta mới được tham gia vào đội coach chị nha. Rồi, chúc cho tất cả anh chị em chúng ta ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.